trận đấu một trận hỗn muộn để có một buổi sáng được nghỉ ngơi, giữ sức để đấu trường tốt giữa cặp đôi song hằng, và đó là điểm số đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ạ. Con người, tuy nhiên thì độ gắn kết của họ là không cao khi các cầu thủ bóng trong tay các cầu thủ Campuchia. Đường chuyền tốt, tiếp tục là Thúy Hằng và hai điểm tính tiếp theo cho Thúy Hằng. Có bóng. Quyết định đột vào, Tiểu Duy Eurostep và reverse layup và hai điểm tính cho Tiểu Duy. Vào rổ cực kỳ khéo léo đến từ các cô gái. Lại là một tình huống đánh cá nhân và có tiếp tục điểm cho Campuchia ngay lập tức sau. Chưa bị trôi quá xa. Lại là một tình huống nhảy ném. Liên tục là những tình huống nhảy ném đến từ Simon. Bóng trong tay của Thảo Vy, chuyền lại Huỳnh Ngoan đã có bóng, quyết định ném deep three. Có 3 điểm tính cho Huỳnh Thị Ngoan. Chúng ta đã vươn lên dẫn trước 20. Đinh Kim side step ném 3. Có ngay một tình huống ném 3 đáp trả. Tình huống ném trung bình, có điểm tính cho Thảo Vy. Chúng ta đã bóng trong tay của Đinh Kim đột vào, tình huống lên rổ khó. Ra là Bùi Trần chưa thể đi ở được, thì bóng đánh khó, không có điểm. Vâng, và hai điểm tính cho nó cũng trước khi kết thúc được thi đấu. Campuchia bóng đi vào trong rất. Thảo My chuyền ra ngoài, Thu Hằng đột vào một pha floater, có điểm tính cho Thu Hằng. Lại là một tình huống ném xa thành công cho Campuchia. Dickens đối đầu với Yến Vân, tình huống ném khó, vẫn có điểm cho Campuchia. Chuyển ra ngoài, bóng trong tay của Tiểu Duy. Tiểu Duy đột vào baseline, không có ai cả. Một pha lên rổ đơn giản cho Tiểu Duy. Hai điểm tính tiếp theo cho Việt Nam. Phòng ngự tốt, chuyển vào giữa, một pha thả rổ, vẫn có điểm cho Kimberly. Chuyển vào ra ngoài, Kim Nhạn ném 3 điểm. Có 3 điểm tính cho Kim Nhạn. Thả rổ, lại là 6 điểm cho Campuchia. Chuyển vào ngoài, chống trải Thu Hằng, tình huống ném xa. Đánh trước, nhưng vẫn còn rebound cho Mai Ly và có 2 điểm. Thảo My dừng lại nhảy ném, có điểm tính cho Thảo My. Campuchia lại đường chuyền tốt, nếu có đường chuyền thì có thêm 2 điểm nữa cho Campuchia. Kim Nhạn đi thẳng vào rổ, kích ra ngoài, Mai Ly Dôn chống trải, tình huống ném xa. Có 3 điểm tính cho Miley Jones. Đây rồi, cuối cùng thì Miley Jones cũng đã lên bảng với tình huống 3 điểm cho riêng mình. Wide open, tình huống ném xa. Có điểm tính cho Campuchia. Drive vào, rất khó, nhưng có điểm cho Miley Jones. Và reverse layup, không có điểm, vẫn còn rebound. Rất chống trải, tình huống ném xa của Thảo Vy và có 3 điểm tính cho Thảo Vy. Chuyển bóng vào trong. Chúng ta đều hiểu tình huống khá đáng tiếc, Tiểu Duy đã khá mất tập trung trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Trong tay của Thảo My. Thảo My chuyển vào trong, Thúy Hằng thêm một cơ hội nữa và fake tốt và 2 điểm tính cho Thúy Hằng. Tiểu Duy tình huống ném xa. Có 3 điểm tính cho Nguyễn Thị Tiểu Duy. Được. Thế chúng ta đành phải cổ vũ từ xa như thế này mà thôi. Tay của Dinkins. Qua được người rồi, chuyền bóng cho Morant. Morant luôn. Chuyền bóng quá to. Thủy Ngoan chuyền vào trong, Thúy Hằng qua người, pha dứt điểm tay trái và có 2 điểm cho Thúy Hằng. Chỉ luân kim đến từ Thúy Hằng tiếp tục mang về cho chúng ta thêm 2 điểm. Lại
có một đường đánh xa thành công đến từ Bình Kim. Thì 3 điểm cho Tiểu Duy, bóng trong tay của Thảo Vy, chuyển lại cho Thảo Vy, pha ném xa có điểm tính đáp trả luôn, chuyền xuống đáy qua người, lại chuyển lại cho Cúc, lại có em luôn. Thực sự là Cúc quá to so với vị trí của Thúy Hằng, rất khó. Bình Hoan rất khéo chuyền lại cho Thảo Vy, có điểm cho Thảo Vy. Chúng ta vẫn đang có lợi thế 3 điểm thưa các bạn. Việt Nam trong góc khó kích ra ngoài, Bình Hoan thêm một đường nữa, Tiểu Duy rất chống trả ấy. 3 điểm tính cho Tiểu Duy. Bóng trong tay của Thảo My, chuyền xuống đáy cho Yến Vân, tình huống nhảy ném có 2 điểm tính cho Yến Vân. Thưa Thảo My, Thảo Vy chuyền bóng lên, đường chuyền tốt, vạch tốt đến từ Huỳnh Ngoan, có 2 điểm tính cho Huỳnh Ngoan. Chuyền vào trong, Thảo My đang có bóng, spin move rất hay, chuyền bóng ra ngoài, Lưu Trần kích tốt, một đường chuyền quá hay đến từ Lưu Trần và Thúy Công. Ném xa tốt đến cầu thủ Campuchia. Có khoảng không cho Huỳnh Ngoan, tình huống ném xa, bóng lắc vành đi ra ngoài, khá đáng tiếc nhưng vẫn còn rebound cho đội tuyển Việt Nam. Chuyền tốt, Tiểu Duy không ai kèm cả, và 2 điểm tính tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam. Tôi đã từng nghe ở đâu một câu nói rằng là bạn không thể nào đuổi được quả bóng đâu. Đó là những đường truyền luôn luôn. Thảo Vy truyền tốt, Thảo Vy lại là một tình huống phối hợp hay đấy. Vâng, và tôi nghe đọc comment là các bạn muốn phỏng vấn Trương Thuy một không? Yên tâm là chúng tôi. Đừng ngoan, truyền xuống cắt đáy, lại là một đường truyền tốt. Thúy Hằng, 2 điểm tính cho Thúy Hằng. Đây rồi, chúng ta cũng thì việc tấn công vào rổ chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Pha nhảy ném của Đinh Kim, lại có điểm cho Đinh Kim. Bóng trong tay của Thảo My, kích ra ngoài, Huỳnh Ngoan. Tiểu Duy rất chống trải, pha ném xa, có 3 điểm tính cho Tiểu Duy. Bóng trong tay của Huỳnh Ngoan, trả lại, chuyền vào trong tốt, lại là Thúy Hằng. Một tình huống đúng người đúng thời điểm, và đường chuyền phải nói là quá chuẩn xác.